Các bạn đang nghe chuyện trên audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn đến với tập 50 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách, Tàng Thư Viện. Mời quý vị cùng lắng nghe. Lại nói, lúc bây giờ khi nam tử kia xuất hiện, Tần Vũ nhìn thấy phía sau nam tử có dòng suối chảy thật lớn, đồng tử đột nhiên co rút lại, trong lòng cả kinh nói: Lục đạo luân hồi môn cũng không theo vô danh không gian mà biến mất, quả nhiên không phải là phàm vật mà. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua nam tử kia, Tần Vũ chắc chắn là thiên tôn của Hồng Mông thần giới, nguyên lai là Chu Viêm. Trong cuộc chiến giữa Huống Thiên Minh và Lưu Quang, Tần Vũ đã từng dùng thần thức quan sát qua Chu Viêm. Chỉ là một thiên tôn nho nhỏ, ngoại trừ trường kiếm sử dụng nguyên thần của Chu An luyện chế có chút cổ quái, thì bản thân cũng chỉ hấp thu một chút hỗn độn khí, căn bản không có tác dụng. Tần Vũ muốn giết hắn căn bản không cần động tới một ngón tay, chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể khiến cho hắn hồn phi phách tán. Chu Viêm, không thể tưởng tượng được người có thể tại vô danh không gian bị hủy diệt mà vẫn còn có thể sống sót, thật là ngoài ý muốn của ta. Tần Vũ hừ nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một đạo sát khí. Đại ca Hồng Mông không có nghĩ tới tên này chẳng những không chết mà tại vô danh không gian này là an nhiên sinh sống, hơn nữa lại có thể tại không gian bị hủy diệt này mà sinh sống, quả nhiên có chút hơn người. Chu Viêm cũng không thể tưởng tượng được chỗ này còn rất nhiều người sống sót. Hắn vốn đang bày mưu tính kế đem người Tần gia giết chết, nhưng đột nhiên một đạo năng lượng hủy diệt không hề có dấu hiệu báo trước đã trực tiếp phá hủy toàn bộ không gian này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, nếu không phải là lúc trước mạnh mẽ tu luyện hỗn độn khí đạt được hỗn độn thể bất tử thân, sợ rằng đã sớm theo đám con cháu mà tịch diệt, đâu thể sống sót tới bây giờ. Sắc mặt có chút trắng bệch, trong lòng Chu Viêm thầm nghĩ thật xui xẻo, vất vả lắm mới có thể sống sót tới bây giờ, liền gặp ngay bọn người Huống Thiên Minh cùng Thần Tư tại đây, bọn họ lại còn cổ quái nhìn mình. Trong lòng hắn cũng biết ngay, ngay cả thiên cũng không thể đến gây hấn với bọn họ, chỉ là tới lúc này hắn không có lựa chọn. Cảm nhận được quanh thân Tần Vũ tỏa ra khí thế lạnh như băng, một khí thế khiến người khác phải thần phục, trong lòng liền vô cùng kinh hãi, người này thật không đơn giản. Ý chí bản thân sắp không thể chống đỡ nổi, Chu Viêm cẩn thận đánh giá Tần Vũ một phen. Hắn xác định chưa có gặp qua nam tử trẻ tuổi này, chỉ là chẳng biết khi nào trường kiếm trong tay hắn cũng là không ngừng run rẩy. Nghĩ đến Chu An tại Lâm Mông thần giới từng có án kiều, lại thêm trường kiếm không ngừng rung động, Chu Viêm sắc mặt đại biến. Ngươi là Tần Vũ sao? Trong lời nói của hắn không có chút khẳng định nào, tựa hồ mang theo một tia chờ đợi, chờ đợi nam tử trước mắt không phải là Tần Vũ. Nếu như dưới hình dung của Chu An thì Tần Vũ là một người rất kinh khủng. Nếu đúng là hắn, e rằng cùng với Chu gia đã hận thấu xương, nhất định Tần Vũ sẽ ra tay mà không chút lưu tình. Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng, thân thể chậm rãi bay lên trên, nghiêm mặt gật gật đầu. Ta chính là đại địch của Chu gia các ngươi, Tần Vũ. Chu Viêm giờ phút này không biết nên phản ứng thế nào. Hai chữ Tần Vũ đã vang lên trong đầu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ: hắn là Tần Vũ, hắn là Tần Vũ. Xong, thế là xong rồi, thế là hết. Huống Thiên Minh khinh thường, sắc mặt không ngừng biến đổi nhìn Chu Viêm chép chép miệng. Tần Tư đang đắm chìm trong bi thương mất đi đệ đệ, thấp giọng hỏi: lão già này vì sao lại sợ cha ta đến như vậy? Băng Nghiên cùng mọi người cũng là rất tò mò, muốn biết tại sao một thiên tôn nhỏ nhoi lại có thể tồn tại, hơn nữa lại còn mang bộ dáng sợ hãi khi nhìn Tần Vũ, thật sự khiến cho người ta không thể hiểu. Tần Tư sắc mặt lạnh lùng, nhếch miệng nói: Chu gia cùng Tần gia có kiều án rất lớn, trước khi cha ta làm trưởng khống giả không ngừng bị Chu gia các ngươi làm khó dễ, ngay cả mẫu thân cũng đều đã từng bị các ngươi làm cho thương tổn. Mọi người đều không nói gì, cái này cũng khó trách, Tần Vũ lúc mới đến đây còn không có ra tay trực tiếp giết chết lão già này, cũng xem như là cực kỳ độ lượng rồi. Chu Viêm trầm mặc sau nửa ngày, sắc mặt phức tạp đánh giá Tần Vũ, trầm giọng nói: nhi tử của ta cùng với đám con cháu hậu bối hôm nay đều đã bị tống đến nơi này, cũng là đã theo không gian này mà tiêu thất đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi cùng giết tận hay sao? Tần Vũ khinh thường nhìn Chu Viêm, lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không có nói gì, nhưng lại khiến cho Chu Viêm có một loại cảm giác bức bách khó tả. Ta có hỗn độn thân thể bất tử thân, trưởng khống giả lúc trước cũng không giết được ta, đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Chu Viêm hét lên, mặc dù dựa vào hỗn độn thân thể, cho dù Tần Vũ hôm nay không thể nào giết chết,
Thế nhưng hôm nay hai trưởng khống giả bọn hắn lại không ngừng hành hạ, vậy còn thảm hơn. Hỗn độn thân thể, ngươi tưởng rằng nó là vô địch sao? Hướng Thiên Minh thấy lúc này Tần Vũ đã khống chế được mọi chuyện, liền từ trong vòng bảo vệ đi ra, bay tới trước mặt Chu Viêm cười nhạo. Lập tức đem ngươi tiếp nhận trừng phạt của Thiên. Thiên, Thiên là cái gì? Ngay cả trưởng khống giả đều không thể giết ta, Thiên có thể làm gì được ta? Chu Viêm nói như thế nào cũng vẫn là một thiên tôn, sao có thể để mặc cho một cương thi khinh dễ được? Lão có chút cuồng ngạo nói. Sớm muộn cũng có một ngày hỗn độn thân thể ta đại thành, đến lúc đó trưởng khống giả thì thế nào cũng chỉ có thể để mặc cho ta khi dễ mà thôi. Người này thật sự đã điên rồi. Tần Vũ xoay người lại nhìn hư không phía sau, vô số tầng khói bụi, trong đó có nhi tử của mình, còn có cả Gia Gia, cũng có Triệu sư phó. Nghĩ vậy Tần Vũ mới cứng rắn hẳn lên, lại kìm nén được bi thương. Thiên này ta nhất định phải phá. Nhàn nhạt nhìn Húng Thiên Minh, Tần Vũ tiện phất tay một cái, xuất hiện ra một đạo năng lượng. Sau khi phát ra những lời cuồng vọng kia, Chu Viêm nhất thời đã bị đánh bay, xa xa đều không thấy bóng dáng. Nói cho ta biết như thế nào mới có thể trưởng quản thiên đạo. Không để ý tới những ánh mắt kinh ngạc bên cạnh, trong lòng Tần Vũ cũng biết hắn không giết chết Chu Viêm khiến tất cả mọi người có chút buồn bực. Giờ phút này hắn chỉ muốn biết như thế nào có thể trưởng quản thiên đạo, cho nên có giết hay không, con kiến hôi Chu Viêm này cũng chẳng có gì khác nhau. Húng Thiên Minh suy nghĩ một lát rồi chậm giọng nói. Tần tiền bối, không thể nói là trưởng khống giả nhất định có thể trở thành trưởng quản thiên đạo. Trên mặt hắn hiện ra một tia ảo não, tự hồ nghĩ tới Thiên Mông, hai mắt hiện lên vẻ mê hoặc, như nhớ lại chuyện xưa, lẩm bẩm nói. Thiên này cũng thật sự không công bằng, ngoại trừ người thiên giới và người tu la giới, không ai có thể trưởng quản thiên đạo, đó là quy tắc, ta cũng không biết nguyên nhân của quy tắc này là sao. Tần Vũ nao nao, kinh ngạc hỏi. Dựa theo lời ngươi nói, cha ngươi chẳng phải là cũng không trở lại thiên giới sao? Sau khi chuyển thế, liền không hề là người tu la. Nghe Tần Vũ nhắc tới Thiên Mông, con mắt Huống Thiên Minh ảm đạm hẳn, than vãn. Không giống thế, cha ta từng trưởng quản một bộ phận thiên đạo, cho nên đối với lĩnh ngộ thiên đạo cực kỳ sâu sắc, căn bản là các người không thể tưởng tượng được đâu. Nếu không phải vì có chút ngoài dự liệu, ta nghĩ cho dù là ba trưởng khống giả liên thủ như vậy cũng không có cách nào đánh bại cha ta. Huống Thiên Minh đưa tay chỉ vào vô tận hư không, trầm giọng nói. Ngài nhìn xem, từ giới này cha ta đã chuyển vào một chút thiên đạo, nếu không hẳn là nó đã chết, không gian cũng sớm sụp đổ, sao có thể bảo trụ đến tận bây giờ đây? Tần Vũ càng nghe càng mơ hồ, cũng không muốn nghĩ, bèn trực tiếp hỏi. Ta có thể hay không từng bước nắm giữ một phần thiên đạo? Huống Thiên Minh trầm tư một lát, buồn bã lắc đầu than vãn. Mặc dù tiền bối hôm nay thực lực có thể nói là vô địch tồn tại so với trưởng khống giả khác, hơn nữa có thể hấp thu hỗn độn khí, nhưng vẫn không thể vượt qua quy tắc của thiên, trừ phi... Huống Thiên Minh cẩn thận quan sát nét mặt Cổ Bàn cùng Tần Tư, thấy hai người đều đang chờ đợi câu trả lời của mình, liền hé miệng chuẩn bị nói. Trừ phi cha ta tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển sinh thiên giới đúng không? Một thanh âm từ phía sau của bàn truyền đến, một nam tử trẻ tuổi chợt xuất hiện trước mặt mọi người. Sương Nhi, Hồng Quân, Tiểu Quân. Bọn người Tần Vũ nghe thấy liền ngây người một chút, không dám tin tưởng. Nhìn về mặt tràn đầy nụ cười của Tần Sương, cũng chính là Hồng Quân, không khỏi thét lên. Nhi tử Tần Sương bái kiến cha. Hồng Quân thấy nhiều ánh mắt như vậy hướng về mình, liền không nhịn được sắc mặt biến đổi. Nhất là đã thấy Tần Vũ nét mặt rưng rưng hướng phía mình bay tới, hắn liền vội vàng quỳ gối cung kính. Tốt, tốt, nhanh đứng lên để cho cha nhìn con nào. Tần Vũ nét mặt kinh động chợt lóe lên, nhưng đã nhanh biến mất. Thân là trưởng khống giả, khống chế tâm cảm là cực kỳ đơn giản, chỉ là việc này đối với hắn thực sự có đả kích rất lớn, tâm tình không thể không mất khống chế được. Sao, người này là số tiểu tử, sao ta lại không nhìn ra tu vi của ngươi? Hồng Quân còn sống, Cổ Bàn vui mừng khôn xiết, miệng bô bô ba ba đi tới, ánh mắt hiếp lại, hung hăng vỗ vai Hồng Quân, trong nháy mắt đánh hắn bay xa vạn trượng. Đùa sao? Hồng Quân đảo mắt liền nhếch miệng cười nhìn Cổ Bàn, rồi quay lại trước mặt Tần Vũ, không dám trước mặt cha cùng Cổ Bàn bắt nháo, cung kính nói. Cha, theo như lời Thiên Minh thì thiên đạo con có hiểu một chút. Thần thức Tần Vũ đảo qua thân thể Hồng Quân, phát hiện rõ ràng là tiểu tử này đã đạt đến cảnh giới thiên tôn, liền giật mình một cái thật mạnh.
lại nghe hắn nói hiểu được một chút thiên đạo, không khỏi thấp giọng hỏi: "Mau, mau nói đi." Hồng Quân mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia thần sắc quỷ dị, nhẹ giọng nói: "Cha, trước tiên không nên vội vàng nói đến chuyện thiên đạo. Lần này tử giới bị hủy diệt, rất nhiều cố nhân cũng tiêu tán mất, thật làm cho người ta bi thương." Dứt lời lại lắc đầu ảo não, trên mặt mang theo một tia bi phẫn, lên nhìn Tần Tư, nháy mắt bộ dạng nào có chút bi thương đây. Tần Tư thấy bộ dạng Hồng Quân như vậy, có thể biết ý định của hắn, đang muốn nói gì thì cổ bàn bên cạnh đột nhiên cốc đầu Hồng Quân, cười mắng: "Ngươi lại còn làm trò, khiến người ta phải lo lắng nữa." Hồng Quân lạ bộ ủy khuất, uốn néo miệng, đột nhiên nhìn thẳng vào cổ bàn quát to: "Cổ bàn ngươi rất tốt, cũng thành chừng không giả, không gian của ngươi đâu? Ngươi nên mang ta vào không gian của ngươi mà xưng bá đi chứ." Cổ bàn không có tức giận, đá hắn một cước nói: "Nói mau, ngươi nghĩ gì? Như thế nào có thể cứu sống những người đó đây?" Hồng Quân nhìn thoáng qua nét mặt dần dần âm trầm của Tần Vũ, không dám cật nhả nữa, sắc mặt nghiêm túc trở lại nói: "Nếu muốn cứu sống bọn họ rất đơn giản, nhưng muốn đưa bọn họ trở lại bên cạnh lại rất khó, phải cần cái kia mới làm được." Dứt lời, ngón tay chỉ về phía trước, cũng là nơi lục đạo luân hồi môn. Chỉ nghe Hồng Quân chỉ vào dòng suối thật lớn nói: "Lục đạo luân hồi này tin chắc là mọi người đã biết có tác dụng gì, chỉ có thông qua nó Ngộ Không bọn họ mới có thể sống lại." Tần Vũ trên mặt phát ra quang mang, đặc biệt nhìn Như Tử Hồng Quân, ánh mắt suy tư trầm ngâm nói: "Còn nói là đưa chân linh bọn họ tiếp nhập luân hồi môn ư? Có thể bọn họ hóa thành hôi khí rồi, nhưng còn chân linh?" Tần Tư một bên không nhịn được nói. Tần Vũ sắc mặt lại ngưng trọng nói: "Sương Nhi, ý của con là chẳng lẽ chân linh của bọn họ lại nằm trong tay con?" Hồng Quân thấy tất cả mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, lúc này cũng không dám kiêu ngạo, gật gật đầu: "Cha, chân linh của tất cả mọi người tại không gian này đều nằm trong tay con." Ngươi nói cái gì?" Hồng Quân còn chưa nói xong, Huống Thiên Minh bên cạnh đã sửng sốt phi tới trước mặt: "Không thể như vậy được, ngoại trừ trưởng khống giả của không gian này, không ai có thể tồn tại tại không gian hủy diệt này mà có thể tập hợp chân linh." Kinh ngạc của Huống Thiên Minh nói cho Hồng Quân, tất cả mọi người đều không thể nói gì, hoặc có thể nói lúc này bọn họ đã bị những lời của Huống Thiên Minh dọa cho chết khiếp. Hồng Quân nói là nắm giữ toàn bộ chân linh của mọi người trong không gian này, mà Huống Thiên Minh lại nói ngoại trừ trưởng khống giả không gian này ra, ngoài ra không có ai có thể khi toàn bộ không gian hủy diệt lại tập hợp được tất cả các chân linh của mọi người được. Nói như vậy, không phải là Hồng Quân đã trở thành trưởng khống giả của không gian mới bị hủy diệt kia sao? Thấy mọi người khiếp sợ nhìn mình, Hồng Quân cười hăng hắc, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Huống Thiên Minh nhìn chằm chằm Hồng Quân nửa ngày, đột nhiên thở dài một hơi, đột nhiên hỏi: "Cha ta là Thiên Mông đã chuyển cho ngươi một bộ phận thiên đạo rồi, đúng không? Cũng khó trách ngươi có thể chỉ mới cảnh giới thiên tôn mà đã có thể thu thập toàn bộ chân linh mọi người." Hốt nhiên lại nói: "Không đúng, ngươi không thể nào thu chân linh, không có tu la kim nguyên bảng, ngươi dùng cái gì để thu thập chân linh đây?" Huống Thiên Minh trong lòng thầm nghĩ, hiểu được chuyện này rất kỳ quái. Phải biết rằng tu la kim nguyên bảng chính là Thiên Mông sau khi dùng tu vi ngưng luyện ra, đối với tác dụng bảo vệ chân linh rất có tác dụng. Chỉ là sau khi Thiên Mông biến mất, tu la kim nguyên bảng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Huống Thiên Minh như thế nào cũng không thể tin, sau khi Hồng Quân bế quan từng bước tiến lên, sao có thể có bảo bối này được, lắc đầu than vãn: "Cho dù có tu la kim nguyên bảng thì sao chứ, cũng chỉ có thể bảo trụ được một linh hồn mang theo trí nhớ kiếp trước mà luân hồi, mà bọn Ngộ Không lại có đến 11 người, một cái tu la kim nguyên bảng có thể đáp ứng nổi sao?" Hồng Quân bị tốc độ nói cực nhanh của Huống Thiên Minh liền sững sờ, há to miệng nhưng không có cách nào chen vào nói. Chỉ sau khi bất đắc dĩ, Huống Thiên Minh dừng lại mới có cơ hội: "Phong thần bảng của ta chính là tu la kim nguyên bảng." "Phong thần bảng?" Tần Vũ sửng sốt, trong đầu hiện lên pháp bảo của Hồng Quân, hoài nghi nhìn Hồng Quân, thấy hắn vẻ mặt tươi cười, trong lòng cũng đã yên tâm. Huống Thiên Minh còn lại là bị Hồng Quân làm cho chấn kinh, đứng yên một bên, không thể nghĩ gì, nhìn Hồng Quân ngón tay run run nhẹ nhẹ, đến phiên hắn nói không nên lời. "Hảo tiểu tử." Cổ bàn tiến lên ôm bả vai Hồng Quân, hưng phấn mà kêu to: "Có vật này sẽ không sợ Ngộ Không bị mất trí nhớ rồi." Tôn Ngộ Không chết đối với mọi người đều là đả kích rất lớn. Phải biết rằng Cổ bàn, Hồng Quân cùng Ngộ Không tính tình rất hợp nhau, tình nghĩa sâu đậm,
hôm nay hai người đã đạt được thành tựu này rồi, mà Tôn Ngộ Không chẳng những ngay cả thần vương cảnh giới cũng chưa có đạt được, lại còn bị gặp tai ương, theo vô danh không gian bị hủy diệt mà tiêu tán. Hồng Quân trên mặt cũng mang theo hưng phấn, có chút thần bí nhìn về phía La Băng, vốn đằng sau hắn không có nói gì. Băng Nhi, ta còn có chân linh của hai người, tuyệt đối không thể đoán là ai, nàng đoán xem là ai nào. Sau khi Hồng Quân hiện thân, La Băng trên mặt đã mừng như điên, vốn tưởng rằng Hồng Quân đã theo vô danh không gian mà bị hủy diệt, đang bi thống, ngay cả ý nghĩ tự tử cũng có, chỉ là có Băng Nghiên bên cạnh luôn theo sát, sợ nàng gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn thấy người thương không hề bị thương tổn, nàng không nhịn được liền bật khóc, thân thể hoàn toàn tựa lên người Băng Nghiên, thương tâm cùng vui sướng khiến cho nàng giờ phút này đã cực kỳ mỏi mệt. Hơn nữa, Tần Vũ chính là cha Hồng Quân, giờ phút này bọn họ mà nói chuyện tại đây, đừng nói là La Băng, cho dù là Tả Thu Mi bọn người đó cũng đều không dám lên tiếng. Nghe được Hồng Quân gọi mình, con người trong suốt thuần tịnh của La Băng này như có một đoàn sương mù, mây mù vũ khí che chắn, khiến cho nàng lúc này cực kỳ nhẫn nhịn, khuôn mặt trắng nõn bóng loáng lóe ra quang mang vui sướng. Chỉ thấy hàm răng trắng muốt tinh khiết của nàng cắn môi, tự hỏi một lát, có chút không dám tin hỏi: không phải là sư huynh hai người bọn họ đấy chứ? Nghe nàng trả lời, quang mang trong mắt Tần Vũ chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ Sương Nhi thật sự đã thu được chân linh của Hàn Thư, nếu không tại sao Tần Vũ không cảm ứng thấy bọn họ. Hồng Quân có chút bất ngờ, lập tức ha ha cười: Băng Nhi quả nhiên thông minh, đúng là sư huynh cùng Lâm tỷ. À, nghe Hồng Quân nói lên đây, La Băng không kiềm chế được, nhanh tới trước mặt hắn, vừa ôm vừa nói cực kỳ vui vẻ. Mọi người cũng cười cười, tất cả bằng hữu đều có thể sống lại, khiến cho tận đáy lòng bọn họ thoải mái hẳn lên, vốn cảm giác bi thương trước đây đã tiêu biến mất. Tần Vũ vỗ vỗ vai Hồng Quân, đối với người con trai này hắn thật sự rất là tự hào. Chúng ta lúc nào có thể đem bọn họ tiến vào lục đạo luân hồi đây? Biết được chân linh của Hàn Thư vẫn còn tồn tại, Tần Vũ cũng là không đợi được, vốn lập tức thấy hắn nên trong lời nói có chút gấp gáp hỏi Hồng Quân. Thấy cha hỏi, Hồng Quân vội vàng đáp: cha, bọn họ lúc nào cũng có thể đưa vào luân hồi môn, chỉ là... Trên mặt hắn xuất hiện một tia mâu thuẫn khó khăn. Chỉ là cái gì? Tần Vũ nóng lòng, bây giờ hắn đã là trưởng khống giả, theo lý mà nói tâm thần không thể dễ bấn loạn, nhưng nghĩ về người đồ đệ đầu tiên mình thu nạp, nghĩ về người này, Tần Vũ vẫn rất còn hối hận, chính là không cách nào ổn định tâm tình. Tần tiền bối, theo như lời Tiểu Quân nói thì những người này một khi tiến vào lục đạo luân hồi, ngoại trừ người được Tu La Kim Bảng bảo trụ được trí nhớ ra, ngoài ra những người khác toàn bộ trí nhớ về kiếp này đều mất hết, cho dù có chuyển thế sống lại cũng không thể nhớ chuyện kiếp trước được, cũng không thể biết chúng ta. Huống Thiên Minh sau khi linh hồn hoàn chỉnh, trong đầu càng ngày càng có gì đó rõ ràng, đồng thời trong lòng cũng hiểu được rất nhiều chuyện. Mặc dù hắn không có lĩnh ngộ thiên đạo, mà Thiên Mông lại đưa thiên đạo truyền tới Hồng Quân, dù sao cũng là Thiên Mông cha hắn. Sau khi linh hồn Huống Thiên Minh bổ toàn, tự nhiên biết rất nhiều việc. Tần Vũ vỗ trán, trong lòng biết chính mình đã quá nóng nảy, hiểu được ý của Huống Thiên Minh liền nở nụ cười, sắc mặt khôi phục bình thản, cười khổ nhìn Hồng Quân nhẹ giọng hỏi: vậy con nói chúng ta phải làm thế nào mới tốt đây? Tu La Nguyên Kim Bảng chỉ có một cái, nhưng phải luân hồi chuyển thế cho không ít người đâu. Trong lòng Tần Vũ thầm tính toán, hơn nửa ngày cả Liên Gia Gia cùng Triệu sư phụ ít nhất cũng phải 15 người. Tu La Kim Nguyên Bảng nọ lại phải là siêu việt trưởng khống giả mới có thể ngưng kết cái gì đó. Nói cách khác, trong Tu La Kim Nguyên Bảng bao hàm một tia thiên đạo. Tần Vũ không đợi Hồng Quân trả lời, trên mặt đã có chút phát khổ. Hồng Quân trong lòng cũng càng khổ não. Tôn Ngộ Không, rồi Hàn Thư, thậm chí là Lâm Lâm, còn có thân nhân của Băng Nghiên, một cái Tu La Kim Bảng như thế nào có thể đủ dùng đây, mà không cần Tu La Kim Nguyên Bảng, những người này sau khi chuyển thế như thế nào có thể bảo tồn trí nhớ kiếp trước? Huống chi không ai có thể khống chế luân hồi môn chuyển thế tất cả mọi người về Hồng Mông không gian, vạn nhất lại chuyển thế xuống địa ngục thì nên làm gì bây giờ? Đến lúc đó, cho dù bằng vào thần thông của Tần Vũ cũng không có cách đưa toàn bộ những người này đi. Mọi người bên cạnh đều là khổ não, không khỏi âm trầm nói: không phải chính là chỉ có một Tu La Kim Bảng sao? Cho ai đều giống nhau cả, chỉ cần là có thể hồi phục lại trí nhớ trong chân linh bọn họ, sau khi về Hồng Mông không gian có thể hồi phục lại sao? Hồng Quân mở to hai mắt nhìn La Băng, chu cái miệng nhỏ nhắn tại một bên thầm nói. Huống Thiên Minh cùng Tần Vũ còn có Cổ Bàn cũng là linh mẫn, nghe được lời nàng nói,
đưa ánh mắt nhìn nàng, sắc diện vui mừng. Tần Vũ vui sướng nhìn La Băng, khiến mọi người biết đây là ý hay. Băng Nhi thông minh, Sương Nhi, không bằng cứ theo cách của Băng Nhi mà làm. Hồng Quân vẻ mặt hưng phấn, vui sướng nhảy cẫng lên, nhìn La Băng đang thẹn thùng cao hứng nói: "Như vậy bọn họ đều có thể khôi phục lại trí nhớ rồi, chỉ là còn có hai chuyện cần phải giải quyết. Thứ nhất, như thế nào mới có thể khiến cho bọn họ chuyển sinh tới cùng một chỗ đây?" Hắn nhìn Huống Thiên Minh, hiển nhiên trong lòng cũng đoán được Cương Thi này biết, bởi vì Thiên Mông đã cấp cho Hồng Quân tư liệu về lục đạo luân hồi còn khiếm khuyết. Huống Thiên Minh thấy Hồng Quân hướng nhìn mình, trong lòng cũng rõ hắn đang nghĩ hỏi chuyện gì, kiên định gật đầu: "Không có vấn đề, ta có thể trợ giúp bọn họ cùng chuyển sinh tới thiên giới, ngoại trừ nơi đó, nhân giới cùng địa giới ta không thể khống chế." Hồng Quân sắc mặt hơi khó coi, trầm giọng nói: "Thiên giới ư? Bọn họ cho dù có thể khôi phục trí nhớ, nhưng sao có thể trở về đây?" Huống Thiên Minh sắc mặt cũng là buồn bực, trong tiếng nói mang theo vẻ trầm thấp: "Không có khả năng trở về, ngoại trừ trưởng khống giả nắm trong tay một bộ phận thiên đạo, không ai có thể dễ dàng rời khỏi thiên giới cả." Hồng Quân chấn kinh, sắc mặt khó coi nhìn Tần Vũ, lắc đầu nói: "Cha, việc này nên làm thế nào? Thiên giới con không thể vào, cũng không thể ra được." Tần Vũ không để ý đến lời nói của Hồng Quân, ngược lại nhìn Huống Thiên Minh nghiêm túc hỏi: "Vậy nếu ta ở đây tu luyện, nắm giữ một bộ phận thiên đạo, có thể tiến vào thiên giới không?" Huống Thiên Minh gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bi thương: "Tần tiền bối, không có khả năng đâu. Không nói công pháp của ngài trước đây thế nào, chắc chắn một người không thể đồng thời lĩnh ngộ hai loại đạo bất đồng, chắc chắn không thể làm được, trừ phi người tiến vào luân hồi môn chuyển thế tu luyện từ đầu." Huống Thiên Minh nhìn chằm chằm Tần Vũ, giờ phút này tự hồ quên mất hắn là trưởng cống giả hay là cha của Hồng Quân, nghiêm túc nói: "Chuyển thế tu luyện, chuyển thành thân phận thiên nhân, sau đó lại một lần nữa lĩnh ngộ thiên đạo. Nếu ngài có tư chất cùng ngộ tính cao, hơn nữa lại có thể bản lĩnh thao túng hỗn độn khí, cuối cùng sợ rằng sẽ đạt tới cảnh giới thiên, trở thành cái gọi là thiên kia, thiên đạo cuối cùng cũng sẽ bị người thao túng." Tần Tư cùng Tả Thu Mi nghe được Huống Thiên Minh lần này nói, thiếu chút nữa là ngã ngửa, cười khóc đều không được, phải nhìn thật kỹ Huống Thiên Minh, trong lòng thầm nghĩ: "Có trưởng khống giả nào lại có thể từ bỏ công tu luyện khổ nhọc của mình đây, có thể không vì tu vi mà tiến đến luân hồi môn đầu thai tại thiên giới mà tu luyện lại đây?" Lôi Vệ còn lại là trầm mặc không nói, ánh mắt cập ngừng nhìn Tần Vũ, trong con người tự hồ như hiện lên một đạo quang mang như là đồng ý. Ngoại trừ Hồng Quân, thậm chí Cổ Bàn cũng là khiếp sợ không thôi. Câu nói của Huống Thiên Minh làm hắn vừa tức giận vừa buồn cười. Người này căn bản đã tiếp cận đến thiên tôn cảnh giới rồi, còn không hiểu sao trưởng khống giả làm sao có thể buông xuôi tất cả, bỏ mặc mọi thành quả mà theo đuổi một cái gì đó mơ ảo khó lường được. Vô luận là như thế nào, tất cả mọi người đều nghĩ Tần Vũ chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thậm chí ngay cả bản thân Tần Vũ trên mặt cũng mang theo vẻ thất thểu. Có thể cùng thê tử bên nhau tại Hồng Mông không gian mới chính là nơi thật sự hắn muốn ở. Trong mắt Hồng Quân hiện lên một tia giảo hoạt, khiến cho Cổ Bàn có dự cảm không tốt. Nhất là sau khi Hồng Quân bế quan, lần này chung quy cũng cho hắn cảm giác người này đã không giống với Hồng Quân trước kia. Thế nhưng Cổ Bàn đâu thể nói gì, cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở suy nghĩ là có chút quái dị. "Việc này Thiên Minh đừng vội nhắc nhở, ta Tần Vũ hết thể lần này đến lần khác đều không tin con người không thể chuyển sinh tới nhân giới, càng không tin không cách nào đạt được, không cách nào tiếp cận thiên đạo theo như lời ngươi nói, huống chi..." Tần Vũ sắc mặt không chút thay đổi, trên mặt lộ ra một tia hạnh phúc ấm áp, mỉm cười nói: "Ta có Lập Nhi bên cạnh, có thể nương tựa lẫn nhau mà sống, thiên đạo đối với ta còn có ý nghĩa gì đây?" Tần Tư vỗ trán, toàn thân dùng mình tinh quái nói: "Cha à, người không nên làm cho nhi tử cũng ham muốn như vậy chứ, toàn thân con đều lạnh toát rồi đây này." Dứt lời, Tần Tư cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Băng Nghiên áp lên má hỏi: "Có phải rất lạnh hay không?" Băng Nghiên không có tức giận mà trừng mắt lướt hắn, thế nhưng không có rút tay lại, gắt giọng nói: "Nhìn xem, bá phụ đối với bá mẫu tình cảm chưa kìa." "Cái gì mà bá phụ, nên gọi là cha, hiểu không?" Tần Tư lập tức sửa lại cách nói xưng hô của Băng Nghiên, khiến sắc mặt nàng có chút ửng hồng. "Ta đối với nàng không tốt sao, chúng ta cũng rất tình cảm mà." Thật sự không nhịn được ngữ khí của Tần Tư, Băng Nghiên hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt đỏ bừng bừng, qua lại phía sau Tả Thu Mi, không thèm để ý tới hắn nữa. Tần Vũ hiền lành nhìn Tần Tư cùng Băng Nghiên,
lại nhìn Hồng Quân cùng La Băng, trong lòng thầm nghĩ, hai người con trai của hắn thật phóng đãng, mỗi người khi tới nơi này lại có thể mang về một người vợ. Huống Thiên Minh thấy Tần Vũ căn bản không nghe những lời mình nói, trong lòng không khỏi tiếc nuối, nhưng không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn, chỉ có thể đứng một bên. Cha, kỳ thực đề nghị của Thiên Minh, người cũng không nên lo lắng. Hồng Quân khóe miệng cười cười, có chút kinh ngạc nhìn cha, không nhanh không chậm nói, muốn đưa bọn họ toàn bộ khôi phục trí nhớ trở về, sợ rằng cũng chỉ có thể có cha mới làm được thôi. Tần Vũ liếc mắt nhìn Hồng Quân, không có tức giận mắng, mẫu thân đang chờ các ngươi trở về, mỗi ngày đều chờ đợi trong lo lắng, vậy mà lại muốn cho ta luân hồi, vậy mẫu thân ngươi làm sao bây giờ? Tần Vũ nói xong, trong mắt cũng hiện lên thần sắc trầm tư. Trong số những người đó, quan trọng nhất vẫn là hai trưởng bối Liên Gia Gia cùng Triệu Sư Phó. Lúc trước Tần Vũ còn tưởng rằng linh hồn hai người đã sớm tiêu tán hoặc là chuyển thế sống lại rồi. Vô luận thế nào cũng không nghĩ tới tại vô danh không gian này còn có thể gặp lại hai người. Hôm nay gặp lại tất nhiên không muốn mặc cho hai người chuyển thế mà mất đi trí nhớ, biến thành người xa lạ. Thế nhưng muốn ông chuyển thế đầu thai thực sự là quá khó khăn. Không nói đến Lập Nhi, nói đến tu vi của ông ngày hôm nay cũng sẽ không thể dễ dàng mà từ bỏ tất cả. Chỉ là nếu không chuyển thế thì Gia Gia bọn họ có sống lại chỉ có thể lại một lần nữa, bắt đầu lại từ đầu. Nếu vận khí tốt đã đành, có thể có cơ hội tu luyện. Nếu vận khí không tốt, sợ rằng cũng vẫn như trước, khổ vẫn hoàn khổ. Nhìn bộ dáng trầm tư của Tần Vũ, trong lòng Hồng Quân hiểu được cha đã động lòng rồi. Trong đầu hiện ra một tầng mây màu xám tại vô danh không gian, vốn tại đó đã được truyền cho một bộ phận thiên đạo, trong lòng mừng thầm. Thiên Mông sau khi truyền cho hắn thiên đạo, liền hy vọng hắn có thể cổ động cho Tần Vũ chuyển thế sống lại, biến thành người thiên giới. Hôm nay Hồng Quân chính là đã coi như lĩnh ngộ một phần thiên đạo, có thể nói là đã đứng trước cánh cửa đại môn thiên đạo rồi. Đối với ý nghĩa của thiên đạo tự nhiên cũng có chút hiểu được, chỉ là hắn lúc này không thể nói cũng không dám nói, chỉ có thể từng chút hướng cho cha, để cho cha cuối cùng đạt thành tựu lớn. Mà Hồng Quân chỉ có tác dụng là tác động thôi. Tần Vũ tư nự lửa ngày, thấy mọi người đều đặt ánh mắt trên người mình, liếc mắt nhìn lục đạo luân hồi nói, chúng ta chính là trước tiên trở về Hồng Mông không gian cái đã. Dứt lời, một đạo quang mang màu bạc bao phủ lấy tất cả mọi người. Đột nhiên một đạo quang kiếm xuất hiện sau lưng Tần Tư. Tần Vũ hiện tại tâm không động, còn Hồng Quân lại thầm cảm nhận được thiên đạo tuần hoàn sắp có biến hóa phát sinh, đang muốn giữ chặt La Băng thì đột nhiên phát hiện đạo kiếm quang nọ. Đại ca! Hồng Quân kinh hãi quát lên một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Tần Tư, không thể ngăn cản đạo kiếm quang kia. Mọi người cũng đều kinh hãi. Tần Vũ nhanh chóng đưa năng lượng màu bạc bao bọc lấy Tần Tư lại. Chỉ là thanh trường kiếm kia cực kỳ quỷ dị và sắc bén, trong nháy mắt đã xé rách vòng bảo vệ mà ngay cả trường khống giả cũng không thể phá vỡ. Máu màu xám từ ngực Tần Tư không ngừng tuôn ra, chỉ thấy hắn như muốn vuốt má Băng Nghiên, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra âm thanh, rồi đột nhiên hóa thành một đoàn khí thể màu đen. Lúc bấy giờ Băng Nghiên nghe Hồng Quân giống to liền chợt tỉnh, xoay người lại định ôm Tần Tư vào lòng, nhưng lại chụp vào hư không, Tần Tư đã chết. Băng Nghiên miệng há to, nước mắt nhanh chóng chảy lã tã, mở miệng ra như muốn nói, muốn gào thét điều gì đó nhưng không cách nào phát ra âm thanh, không có tiếng động, nước mắt cứ như thế mà chảy, là nước mắt màu xám. Tần Vũ mặt tái đi, áp lực từ trong thân thể phát ra, đánh mạnh một quyền đến lục đạo luân hồi. Ha 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 ha, Tần Vũ, ta giết người Tần gia, ngươi có thể làm gì ta? Một tiếng cười cuồng tiếu trong nháy mắt vang vọng đến, cũng phút chốc tiêu thất như trở lại lục đạo luân hồi. Bên cạnh dòng suối lớn kia, một lão già không thể trốn tránh, vẻ mặt đắc ý nói, mặc dù Tần Vũ một quyền đánh ra không khiến hắn trọng thương, nhưng cũng không hề thoải mái chút nào, nội tạng toàn thân lảo đảo. Lão già hung hăng nhìn Tần Vũ cười to, ngươi giết không được ta, ta có hỗn độn thân thể. Hắn thật sự đã phát điên. Ánh mắt Hồng Quân rừng rực như có lửa đốt, nắm chặt cái thẻ kim loại màu vàng trong tay, chính là Phong Thần Bảng. Mặc dù Tần Tư bị Chu Viêm đánh lén mà chết, nhưng cũng đã biết một tia thiên cơ, nên trong lòng Hồng Quân cũng không quá thương cảm. Đây là thiên đạo tuần hoàn, nhất định sẽ có chuyện. Huống chi nhìn Chu Viêm, Hồng Quân chỉ còn có cảm giác khinh thường. Hỗn độn thân thể ư? Tần Vũ cũng không biết trong lòng Hồng Quân đang suy nghĩ cái gì. Tuy nhiên Tần Tư chết hoàn toàn đã chọc giận đến hắn. Sắc mặt âm lãnh nhìn vẻ đắc ý của Chu Viêm, trong mắt
hiện lên thâm trầm sát ý, từng chữ một nói: "Người chết được rồi, người chết được rồi." Thanh âm Tần Vũ rất nhỏ, rất lạnh, chút nào như không ra sát ý. Nhưng thanh âm còn chưa dứt, Chu Viêm đột nhiên hóa thành một đạo khí màu đen, toàn bộ thân thể, tính cả chân linh, đều đồng thời bị tận diệt. Lúc này, đột nhiên bốn đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Chỉ thấy trước mắt là một nữ tử đang đẫm nước mắt. "Vũ ca!" Nữ tử trong nháy mắt nhào vào lồng ngực Tần Vũ, khóc thành tiếng. Tần Vũ miễn cưỡng nở ra nụ cười, ôm lấy nữ tử, nhìn về phía ba người phía sau nói: "Đại ca, nhị ca, ngũ đệ, các ngươi như thế nào có thể tới đây được?" Lúc này, Hồng Quân cùng Cổ Bàn cũng tiến lên phía trước. Hồng Quân mang theo nét mặt kích động, run run nói: "Mẫu thân!" Nữ tử nọ chính là mẫu thân Khương Lập. Nguyên lai là từ khi Cổ Bàn tiến vào hóa thân tông đạo tới từ giới này, cũng chính là sau khi tiến vào vô danh không gian này, Hồng Mông cùng Lâm Mông thấy Tần Vũ và Cổ Bàn không có tin tức, nghĩ đến hai người tới nơi này gặp không ít phiền toái. Mặc dù trong lòng hiểu được hai người thực lực là trưởng khống giả cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, thế nhưng vẫn không khỏi lo lắng. Mà Khương Lập bởi vì lo lắng đến hai người con trai và Tần Vũ cả ngày sầu não, khiến cho ba người Hồng Mông rất buồn phiền, lập tức nghiên cứu cách tiến vào trong tử giới này. Mất rất nhiều tâm lực, rốt cuộc cũng mang theo Khương Lập tiến vào đây. Nhưng cảnh vật trước mắt lại biến thành hư không. Bốn người kinh hãi, vội vàng phóng đi tìm Tần Vũ. Cũng vừa tới đây thì thấy Tần Tư bị Chu Viêm đánh lén mà chết. Tần Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng Khương Lập, sắc mặt trầm ngâm, dường như có thể khóc bất cứ lúc nào. Trong hư không xuất hiện thanh trường kiếm đã đánh lén Tần Tư. Nó đang liều mạng dãy dụa muốn thoát. "Chu gia, ta cho các ngươi mãi mãi không được siêu sinh." Tần Vũ tức giận hừ lên một tiếng, trong chớp mắt liền đưa nguyên thần trong thanh trường kiếm tan biến. Trường kiếm quỷ dị kia cũng biến thành hôi khí. "Vũ ca, cứu, cứu Tư Nhi!" Khương Lập thoáng hồi phục tâm tình, lo lắng nhìn sắc mặt Tần Vũ không có chút thay đổi, nước mắt không ngừng rơi. Tần Vũ nhìn lên hư không, lại nhìn theo hướng có dòng suối lớn đang chảy kia, trong lòng thầm than: chẳng lẽ đây chính là thiên ý sao? Thấy Tần Vũ buồn bã, Hồng Mông tiến đến vỗ vỗ vai hắn, khẽ thở dài: không có nghĩ đến Chu Viêm kia chẳng những có thể tiến vào vô danh không gian này, mà tu vi so với trước còn cao hơn rất nhiều. Tần Vũ gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: hắn đã tu luyện hỗn độn khí, tu luyện thành bất tử thân. Nếu không phải ta dùng trận pháp giết chết hắn, sợ rằng trường khống giả cũng vô lực, không thể làm gì hơn. Chủ yếu là Chu Viêm tâm tư ác độc, dùng nguyên thần của Chu An để luyện chế trường kiếm kỳ quái, nhất thời không giết nay mới bị hắn đánh lén. Hồng Quân thấy Tần Vũ có bộ dáng như vậy, trong lòng cũng có chút buồn bã. Tư Nhi từ nhỏ đã khiến mọi người yêu mến, trong lòng bọn họ cũng coi như là nhi tử của mình. Hôm nay lại bị đánh lén, uất tức như vậy cũng khiến bọn Hồng Bông buồn thảm. Khương Lập úp mặt vào ngực Tần Vũ khóc. Sau hồi lâu thấy mọi người đều đã chú ý tới mình, trên mặt cũng nhất thời hiện lên thần sắc không tốt. Nhưng nhi tử của nàng, cốt nhục của nàng đã chết, trong lòng chẳng cần nghĩ đến điều gì khác nữa. Con mắt nhìn qua mọi người, cũng có những người quen, có những người không quen. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở Tả Thu Mi. "Dì Thu Mi!" Trong mắt Khương Lập hiện lên một vẻ mê hoặc, chỉ ngón tay về phía Tả Thu Mi, chần chừ một lúc rồi kêu lên một tiếng. Không đợi Tả Thu Mi lên tiếng, chính nàng sừng sốt nhìn Hồng Mông, lại nhìn Tần Vũ, há miệng nói: "Vũ ca, dì Mi như thế nào lại ở chỗ này vậy? Dì ấy không phải ở Hồng Mông không gian sao?" Tần Vũ cười khổ, Hồng Quân cũng đồng dạng. Việc này giải thích sao đây? Trong không gian của Tần Vũ, Khương Lập lợi dụng bản thân là tân sinh mệnh thần vương, dùng trí nhớ của Tả Thu Mi cứu sống lại nàng, cho tới bây giờ vẫn cùng Khương Lan chính thức hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng mà cho dù ai cũng không thể nghĩ đến, sau khi Tả Thu Mi chết đi, linh hồn đã tiến vào không gian này, hơn nữa còn cười khổ nhìn thoáng qua Thiết Hành thần vương bên cạnh Tả Thu Mi. "Lập Nhi, Tả Thu Mi đã chết, dì Mi của ngươi là tại Hồng Mông không gian." Tả Thu Mi trên mặt kích động, đồng thời nét mặt cũng trở nên mất mát. Nhìn Khương Lập đang khó hiểu, Tả Thu Mi cầm tay Tuyết Hành nhàn nhạt nói: "Ta sẽ cùng Tuyết Hành luân hồi, sau này chỉ có một Tả Thu Mi." Tần Vũ cùng Hồng Quân nhìn nhau, đã thấy Tuyết Hành cùng Tả Thu Mi hai người nhìn nhau mà cười, trong lòng không thể không nổi lên tư vị. "Chuyển thế cũng tốt." Hồng Quân khẽ cười nói: "Chuyển thế lên thiên giới, nói không chừng còn có thể có hạnh phúc." Thấy bộ dạng mọi người như thế, Khương Lập cũng đoán được phần nào, trên mặt xấu hổ nở nụ cười,
nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ thần tình. Tả Thu Mi không có ý gì, chỉ là chiều mến nhìn Khương Lập khẽ cười nói: Lập Nhi đã lớn rồi, nhi tử cũng đã trưởng thành. Khương Lập không lên tiếng, chỉ miễn cưỡng cười cười. Đối với vị Tả Thu Mi này, trong tâm tư nàng rất phức tạp. Cho tới nay, Tả Thu Mi đối với nàng rất gần gũi, mà tại không gian của Tần Vũ sau khi sống lại, lúc nhàm chán thường xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm, tình cảm tự nhiên thắm thiết. Nhưng lúc này chính thức nhìn thấy Tả Thu Mi, trong lòng liền có trăm ngàn suy nghĩ đối lập. Hai người Tả Thu Mi không biết có thể như thế nào mà đối mặt đây. Tần Vũ nhẹ nhàng vỗ vai Khương Lập, miễn cưỡng nở nụ cười nói: Nếu dì Mi muốn chuyển thế, chúng ta cũng không nên nghĩ phức tạp quá. Khương Lập cười cười, sắc mặt khôi phục lại tự nhiên. Ý tứ trong lời nói của Tần Vũ nàng đương nhiên hiểu được. Tả Thu Mi vì sao muốn chuyển thế nàng cũng hiểu được. Phải biết rằng khi hai người Tả Thu Mi cùng xuất hiện, Khương Lan Thúc sao có thể đối mặt đây. Trong không gian này, Tả Thu Mi đã sống cùng Tuyết Hành Thần Vương như vợ chồng. Một khi trở lại Hồng Mông không gian, chẳng phải là sẽ rối loạn hết cả hay sao? Nghĩ đến Tả Thu Mi quyết định chuyển thế cũng vì không muốn để mọi người khó xử, Khương Lập cảm kích nhìn. Lúc này Huống Thiên Minh cùng Cổ Bàn đã lôi Hồng Quân sang một bên, hai người sắc mặt gian xảo, ánh mắt thao háo nhìn Hồng Quân khiến hắn nổi da gà. Nói đi, Tu La Kim Nguyên Bảng biến thành Phong Thần Bảng rồi đúng không? Cổ Bàn sau khi nghe được Huống Thiên Minh cùng Hồng Quân nói chuyện cũng đã rõ, Phong Thần Bảng cũng chính là Tu La Kim Nguyên Bảng trước đây, trong lòng vẫn là tò mò không thôi. Phải biết rằng Tu La Kim Nguyên Bảng chính là do Thiên Bông sử dụng toàn thân huyết nhục cùng tu vi ngưng tụ mà thành, mà Phong Thần Bảng cũng là Hồng Quân sử dụng huyết nhục luyện chế mới biến thành pháp bảo. Bị hai người như đang muốn ăn tươi nuốt sống mình tra hỏi, Hồng Quân mắt trắng dã, không có tức giận mà nói: Phong Thần Bảng như thế nào có thể là Tu La Kim Nguyên Bảng đây? Lúc trước trong khi ta luyện chế Phong Thần Bảng, đó là do vô ý dùng tới cái thẻ kim loại kia, hơn nữa là dùng huyết nhục bản thân để luyện thành, không biết là trước đây cái thẻ bài đó là Tu La Kim Nguyên Bảng. Cổ Bàn cùng Huống Thiên Minh bên mắt nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ ghen ghét quát: Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt à, tùy tiện có thể nhặt được bảo bối, còn nữa ngươi như thế nào có được truyền thừa của cha Huống Thiên Minh đây? Có lẽ đây là tác dụng của Tu La Kim Nguyên Bảng chăng? Hồng Quân nhìn thoáng qua cái mặt đầy ghen ghét của Huống Thiên Minh đoạt được truyền thừa của cha hắn, tất nhiên trong lòng hắn không thể chấp nhận được. Hồng Quân cẩn thận nói: Ta cũng không biết vì sao lại như vậy. Hai người kia không nói gì. Hồng Quân vận khí thật sự quá tốt, về chuyện Tu La Kim Nguyên Bảng không nói, lại tiếp nhận truyền thừa trí nhớ thiên đạo, trong tương lai thành tựu nhất định không thấp. Huống Thiên Minh đang muốn mắng Hồng Quân hai câu cho bó ghét, lại nghe Tần Vũ bên kia thốt lớn, kinh ngạc xoay người lại, vừa lúc nhìn thấy thân mẫu Khương Lập của Hồng Quân nói: Dì Mi, người cũng chính là sinh mệnh thần vương, nói như thế tư nhi không cần chân linh luân hồi cũng có thể cứu sống lại rồi. Nghĩ đến khả năng của Tả Thu Mi trong Hồng Mông không gian, trên mặt Khương Lập lộ ra thần sắc chờ đợi. Không được, Tả Thu Mi buồn bã nói, nhất thời khiến cho khuôn mặt Khương Lập trắng bệch. Nơi này so với Hồng Mông không gian không giống nhau, nơi này mọi người một khi đã chết đi chính là thật sự chết, cho dù có chân linh cũng không có khả năng sống lại, trừ phi tiến vào lục đạo luân hồi một lần nữa chuyển thế mới có thể sống lại. Đúng vậy, tại không gian này tất cả mọi người đều đã chết qua một lần, nguyên thần cùng hồn phách bất đồng, không có cách nào tiếp nhận Hồng Mông linh khí, nếu cứ ép sống lại sợ rằng ngay cả chân linh cũng bị tiêu diệt. Hồng Quân tiến lên nói ra vẻ buồn bã: Mẫu thân, bây giờ chỉ có thể đưa chân linh đại ca tiến nhập lục đạo luân hồi mới có thể khiến huynh ấy sống lại, có lẽ đây cũng là một cơ duyên tốt cho đại ca. Khương Lập nhẹ nhàng vỗ về Hồng Quân, nhi tử này trước kia tư chất bình thường vẫn khiến nàng lo lắng, hôm nay thì hắn đã khôn lớn trưởng thành, nàng rất vui, nhưng người con trưởng thì đã chết. Hồng Mông cùng Lâm Mông cũng trầm mặc, thân là trưởng khống giả, tại không gian của mình thì không gì có thể làm khó họ, vậy mà hôm nay tới tử giới lại chẳng làm nên chuyện gì, ngay cả người mà bọn họ sùng ái nhất cũng không thể cứu sống, cảnh này đối với bọn họ rất đả kích. Khương Lập ôm Hồng Quân, nước mắt lại không ngừng chảy ra, nhìn dòng suối lớn phía trước đau khổ nói: Nếu chuyển thế sống lại có còn chưa nhớ hay không? Tần Vũ gật gật đầu, mặt âu sầu, nhất định chính mình phải chuyển thế mới có thể giải quyết mọi việc hay sao? Huống Thiên Minh gật gật đầu, nhìn thoáng qua Hồng Quân đang ra vẻ bi thương, trong lòng có chút không thể hiểu, ca ca hắn đã chết như thế nào lại không thương tâm cho được.
Chỉ có thể sử dụng Tu La Kim Bảng mới có thể bảo tồn hồn phách đầy đủ khi tiến vào luân hồi môn, chứ nhớ không mất. Thiên Minh nói. Tần Vũ nhàn nhạt nhìn hướng Thiên Minh, thấp giọng hỏi. Nói như vậy, phải có Sưng Nhi tiến nhập luân hồi mới có thể cam đoan Tư Nhi không bị mất trí nhớ sao? Hồng Quân nghe cha nói như thế, trong lòng cả kinh, không đợi hướng Thiên Minh trả lời liền nhanh nói. Tu La Kim Bảng chỉ có thể là dùng huyết nhục tạo nên, con mặc dù đã được Thiên Mông truyền thừa, nhưng Tu La Kim Nguyên Bảng không cách nào có thể bảo trụ nguyên thân của con. Sưng Nhi phản ứng như vậy có chút không đúng. Tần Vũ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hồng Quân, khiến hắn một trận kinh ngạc. Hướng Thiên Minh không biết Hồng Quân có ý gì, bất quá điều hắn nói là đúng, trong lòng cũng không muốn thế vậy, liền gật gật đầu nói. Tần tiền bối, tiểu quân nói rất chính xác, Tu La Kim Bảng là cha ta dùng tu vi toàn thân ngưng luyện thành, mặc dù có thể hoàn toàn điều khiển, nhưng cũng không có cách nào có thể chắc chắn đồng thời bảo toàn được nguyên thần của cả hai người trong lục đạo luân hồi. Tất cả mọi người im lặng. Nếu là như thế, vậy thì chỉ có thể là từ Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ, Cổ Bàn cùng Tần Thạch Thiên năm vị trưởng khống giả, trong đó một người bỏ đi toàn bộ tu vi, đưa toàn thân ngưng luyện thành Tu La Kim Nguyên Bảng, tiến nhập luân hồi môn mới có thể bảo toàn trí nhớ. Phải biết rằng Tu La Kim Nguyên Bảng không phải ai cũng có thể ngưng luyện ra. Lúc trước Thiên Mông vốn là trưởng khống giả, nắm giữ một bộ phận thiên đạo mới có thể luyện chế. Cho dù là bọn Tần Vũ cũng là trưởng khống giả, nhưng muốn luyện chế cũng là cực kỳ gian nan. Tam ca, hay là thế này đi. Trầm mặc một chút rồi Cổ Bàn nhẹ giọng nói. Trong năm huynh đệ chúng ta, chỉ có đệ là không có sở hữu không gian, tự nhiên là không có việc gì làm. Tần Thạch Thiên cũng đi lên trước, ánh mắt kiên nghị nói. Tứ Kha không lên vậy, nếu đi thì đệ sẽ đi. Lần này luân hồi chính là vì Tần gia mà làm việc, thân là con cháu Tần gia, Thạch Thiên ta tất nhiên không thể từ chối. Hãy để cho đệ đi đi. Tần Vũ nét mặt không chút thay đổi, nhìn thoáng qua Khương Lập cùng Hồng Quân, lại chuyển hướng hướng Thiên Minh nhàn nhạt hỏi. Thiên Minh, việc này ngoại trừ trưởng khống giả ra, những người khác đều không thể sao? Hướng Thiên Minh gật gật đầu, nét mặt kiên nghị nói. Ngoại trừ trưởng khống giả, không ai có thể có huyết nhục phù hợp tu luyện Tu La Kim Nguyên Bảng. Huống chi, trí nhớ của những người này làm sao đây? Chỉ có trưởng khống giả mới có thể phục hồi trí nhớ của mình, mới có thể luân hồi. Tần Vũ không nói gì, nhẹ nhàng nhìn Hồng Quân nói. Sương Nhi, con có gì gạt ta không? Hồng Quân cười cười nói. Thiên cơ bất khả lộ, đại ca và cha nếu chuyển thế, tương lai nhất định thành tựu vô hạn. Ha ha, hay là cha, tự mình đi trải nghiệm đi, chỉ là khổ cho mẫu thân rồi. Tần Vũ trầm tư một lát, thoáng nhìn qua Hồng Mông, dứt khoát nói. Nếu là thiên đạo, ta đây sẽ tiến vào luân hồi, muốn xem lão thiên có khả năng thế nào đây? Vài ngày sau, tại Tử Huyền Phủ, khi Tần Vũ đã về đến Tử Huyền Tinh. Huynh nói cái gì? Hầu Phí kinh ngạc nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tần Vũ, cứng lưỡi nói. Đại ca, huynh thật sự muốn hủy bỏ tu vi toàn thân sao? Chẳng lẽ huynh không nhớ để đạt được tu vi như ngày hôm nay đã phải trải qua bao nhiêu gian nan rồi không? Hắc Vũ cũng buồn bực nhìn Tần Vũ, mặc dù trong lòng biết đại ca đã quyết thì sẽ không hai lời, nhưng chính mình là vẫn khuyên nhủ. Đại ca, hay là để cho Thạch Thiên đi đi, chúng ta vất vả lắm mới được như ngày nay, vạn nhất nếu trong lúc luân hồi xảy ra chuyện gì. Đứng trong hư không, Tần Vũ cảm nhận được Hồng Mông linh khí dày đặc, nhìn Hắc Vũ cùng Hầu Phí vẻ mặt lo lắng, trong lòng cũng nổi lên một chút ấm áp. Tại vô danh không gian, Tần Vũ đã quyết định luân hồi tới thiên giới, làm sống lại đám bằng hữu cùng người thân của hắn. Tần Vũ cùng mọi người chỉ để lại Hồng Quân cùng Hướng Thiên Minh tại vô danh không gian, chờ đợi tiến vào luân hồi môn. Những người khác trở về Hồng Mông không gian. Sau khi Tần Vũ đưa chuyện tại vô danh không gian nói cho Hầu Phí cùng Hắc Vũ, hai người kiên quyết phản đối. Hắn bỏ đi tất cả tu vi vốn vất vả bấy lâu mới có thể là trưởng khống giả, mà đến một thiên giới vẫn còn mờ mịt. Nhị đệ, tam đệ, các người yên tâm, ta nhất định còn sống mà trở về. Tần Vũ nét mặt lộ ra vẻ ấm áp cười. Nụ cười này chỉ có thể dành cho Khương Lập và những người hắn tin tưởng. Nếu Sưng Nhi đã nói đây chính là thiên đạo tuần hoàn, ta đây sẽ theo thiên ý mà làm, muốn nhìn xem thiên có thể làm gì được ta. Hầu Phí nhăn nhó, đồ nhi duy nhất Tân Ngộ Không nay cũng chỉ còn lại một đạo chân linh, cũng muốn hắn chuyển thế sống lại. Nhưng nghĩ tới Tần Vũ, Hầu Phí tình nguyện cho Ngộ Không mất trí nhớ, cũng không muốn để cho Tần Vũ gặp nguy hiểm. Nhưng thấy vẻ mặt kiên định của Tần Vũ, hai người biết
không còn cách nào có thể khuyên giải Tần Vũ, không khỏi đỏ hoe hai mắt. Tần Vũ lần này trở về, một là muốn đưa không gian của mình cho cổ bàn quản lý, thứ hai là cùng người thân nói lời từ biệt. Dù sao một khi đã tiến vào luân hồi môn, còn không biết có thể trở về hay không. Mà đưa vũ trụ của mình phó thác cho cổ bàn cũng là biện pháp của Lâm Mông. Tập hợp hồng mông lực của bốn người đưa vũ trụ của Tần Vũ chuyển sang cổ bàn. Đối với Tần Vũ mà nói, đó là một tổn thất lớn. Tinh thần biến công pháp cơ bản là hắc động kia nối liền với hồng mông không gian. Một khi đưa hắc động này cắt đứt liên lạc với Tần Vũ thì tu vi ít nhất cũng giảm xuống 2 cấp. Tuy nói là vẫn như trước, vẫn là trường khống giả, nhưng mất đi huyền hoàng khí duy trì, sợ rằng ngay cả Tần Thạch Thiên vũ trụ vừa hình thành cũng có thể mạnh hơn hắn. Đại ca, bắt đầu đi. Cáo biệt xong mọi người, Tần Vũ không dám quay đầu lại, sợ rằng thấy Khương Lập khóc sẽ không nhịn được mà ở lại. Đứng trong hư không, ánh mắt hắn kiên định nhìn bọn người Hồng Mông cùng Lâm Mông, nhẹ giọng nói. Hồng Mông gật đầu, Lâm Mông cùng Tần Thạch Thiên nhìn nhau, đồng thời từ trên người phát ra hơi thở mãnh liệt, đó là Hồng Mông linh khí hơi thở. Ba đạo quang mang không hẹn mà cùng nhau bao quanh Tần Vũ, lực lượng mãnh liệt trong nháy mắt cắt đứt liên kết giữa thân thể và vũ trụ. Tần Vũ sắc mặt trắng bệch, có chút thống khổ, khóe miệng rỉ máu, có thể thấy phương pháp này cực kỳ thống khổ. Đôi mắt đỏ sậm nhìn người đã ngồi xếp bằng một chỗ, chính là cổ bàn, ôn nhu nói: "Làm phiền tứ đệ rồi." Cổ bàn mở to mắt, trên mặt lộ ra vẻ bình thản, nhàn nhạt nói: "Tam ca khách khí rồi, tiểu đệ nhất định quản lý vũ trụ của huynh thật tốt, đợi tam ca trở về." Tần Vũ gật đầu, kêu thả một tiếng, một cái thông đạo màu đen trong nháy mắt từ trong cơ thể hiện ra. Hồng Mông cùng các huynh đệ đã có chuẩn bị, đồng thời phát lực đưa thông đạo kia rời khỏi đan điền Tần Vũ, đồng thời dùng lực chống đỡ lại đan điền đang bị phá hủy. Cổ bàn rất nhanh phát ra huyền hoàng khí trong cơ thể, trong chớp mắt liền thu lấy thông đạo vào trong đan điền của mình. Tần Vũ gương mặt phản phất như pha lẫn hai màu trắng và xám, miễn cưỡng cười nói: "Xin đại ca cùng nhị ca mở thông đạo giữa vô danh không gian và Hồng Mông không gian, đệ muốn lập tức rời đi." Cổ bàn sau khi tiếp nhận không gian của Tần Vũ liền tiến vào trạng thái tĩnh lặng. Chỉ như thế mới có thể đảm bảo vũ trụ của Tần Vũ không sụp đổ. Cho nên trước khi Tần Vũ trở về, cổ bàn không thể thức tỉnh. Hồng Mông thở dài một tiếng, hiệp lực cùng Lâm Mông và Tần Thạch Thiên dùng Hồng Mông linh khí và Hôn Mông linh khí mở ra thông đạo. Đứng trước cửa thông đạo, nét mặt ba người hiện lên thần sắc quan tâm. "Tam đệ, tam ca, bảo trọng." Ba người đồng thanh nói. Tần Vũ trịnh trọng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Ta nhất định trở về, ta nhất định phải trở về." Sau đó trực tiếp tiến vào thông đạo. Tại vô danh không gian bên cạnh lục đạo luân hồi, không gian bên cạnh đã biến mất, chỉ thấy toàn hư vô cùng một dòng suối cực lớn đang chảy. Huống Thiên Minh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Hồng Quân, bực bội nói: "Tiểu Quân, ngươi rốt cuộc là nghĩ thế nào? Vì sao nhất định phải làm cho Tần tiền bối chuyển thế đầu thai đây?" Hồng Quân cười cười, nhàn nhạt nói: "Không phải ta ép, là cái gọi là thiên kê ép. Tinh thần biến của cha ta đã tới cực hạn, nếu không chuyển thế đầu thai, căn bản không cách nào bước vào giai đoạn cao hơn. Chỉ có hỗn độn khí mới có thể khiến người đạt được hỗn độn không gian." "Hỗn độn không gian? Cha người hôm nay cũng có hỗn độn thân thể, chỉ có điều là chưa hiểu hết về hỗn độn khí mà thôi. Tại sao hết lần này tới lần khác lại ép cha người bỏ hết tu vi đến thiên giới đó vậy?" Huống Thiên Minh cực kỳ khó hiểu. "Hỗn độn khí ở chỗ này cũng có, chỉ là không tinh khiết mà thôi. Dùng tử khí kết hợp Hồng Mông linh khí cũng có thể tạo ra hỗn độn khí. Cha ta lúc đầu đã tiếp nhận Hồng Mông không gian, nếu muốn đưa Hồng Mông không gian tiến lên thành hỗn độn không gian, trừ phi dùng vô danh không gian này trước khi bị hủy diệt kết hợp cùng Hồng Mông không gian của cha ta. Thế nhưng ai có thể có bản lãnh khôi phục lại cả một không gian đây?" Hồng Quân trên mặt lộ ra vẻ âu sầu, thì thào nói: "Ta bây giờ có truyền thừa trí nhớ của Thiên Mông, ngẫu nhiên có thể nắm được một số thiên cơ. Đi lần này đối với cha ta cực kỳ có lợi, cho dù không cách nào tu thành hỗn độn không gian cũng không có gì nguy hiểm. Huống hồ..." Trên mặt hiện lên vẻ hào khí. "Cho dù nguy hiểm thế nào, với bản lĩnh của cha ta cuối cùng cũng không bị thương tích mà trở về. Huống chi chúng ta đến lúc đó cũng đến thiên giới tiếp ứng mà." Huống Thiên Minh nghe vậy tim như nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói: "Người nói cái gì? Chúng ta đi thiên giới tiếp ứng ư? Bằng thực lực chúng ta sao có thể tiến đến đó đây?" Hồng Quân không trả lời, chỉ là nhàn nhạt cười. Nói tới đây thì Tần Vũ đã xuất hiện bên cạnh hai người,
vẻ mặt sám ngoét khiến hai người có chút lo lắng. Sương Nhi, đưa chân linh của đại ca con cùng mọi người cho ta. Tần Vũ mặc dù sắc mặt khó coi nhưng chân người vẫn tỏa ra hơi thở cực mạnh, nét mặt cũng cực kỳ bình tĩnh, không có chút nào là không ổn cả. Hồng Quân gật đầu, chiêu xuất phong thần bảng rút ra toàn bộ chân linh của mọi người. Trước lúc Tần Vũ đến, hắn cùng Huống Thiên Minh đã phục chế lại trí nhớ của những người này, hôm nay hóa thành một linh hồn màu lam xuất hiện trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ không chút do dự, trong nháy mắt đã đem linh hồn màu lam nọ dung nhập vào trong người. Chúng ta có thể bắt đầu được chưa? Tần Vũ mở to hai mắt, nhàn nhạt nhìn hai người hỏi. Huống Thiên Minh gật gật đầu, nhựa giọng nói. Tần tiền bối, luyện chế tu la kim bảng rất đơn giản, chỉ là phóng thích toàn bộ năng lượng trong cơ thể, lực lượng càng cường đại, hiệu quả kim nguyên bảng càng tốt. Sau đó, ngài dùng huyết nhục ngưng kết với năng lượng kia. Tần Vũ gật gật đầu, nhìn thật sâu Hồng Quân, nhẹ giọng dặn dò. Sau khi ta vào luân hồi môn, con lập tức cùng Thiên Minh rời khỏi đây đến chỗ mẫu thân. Hồng Quân vội vàng gật đầu, phong thần bảng trong tay rời ra. Tần Vũ cũng không có chút do dự, dựa theo phương pháp của Huống Thiên Minh, thoáng chốc huyết nhục trong cơ thể xô lên, cùng năng lượng bản thân hóa thành một huyết châu lơ lửng. Năng lượng trưởng cống giả cũng theo huyết nhục bộc phát, bản thể Tần Vũ biến thành màu khói đen, chỉ còn một đạo nguyên thần tinh khiết phiêu phủ bên cạnh huyết châu. Bầu trời bỗng dưng vang lên một tiếng bạo lôi, Hồng Quân vội vàng dùng Hồng Mông Linh Bảo phá giải cho Tần Vũ, một đạo Hồng Mông linh khí xuất hiện trước mắt. Huống Thiên Minh hét lớn một tiếng, cùng kết hợp với Hồng Quân đang dùng một loại ấn quyết cổ quái, đưa Hồng Mông linh khí kết hợp cùng tử khí, trong nháy mắt ngưng kết lại thành hỗn độn khí. Nguyên thần của Tần Vũ vốn đang lơ lửng trong không trung liền há miệng ra, giống như thủy quái đang cắn nuốt một sợi tóc hỗn độn khí. Hai người trơ mắt nhìn nguyên thần Tần Vũ bắt đầu biến động, chậm rãi hóa thành vô sắc, biến mất trong hư không. Thiên Minh có thể bắt đầu rồi. Thanh âm Tần Vũ từ bốn phương tám hướng truyền đến, trải qua hỗn độn khí cải tạo, nguyên thần của Tần Vũ đã thành hỗn độn nguyên linh. Một khi luân hồi chuyển thế, liền trở thành thiên tiên hỗn độn nguyên linh. Việc này đối với việc tu luyện lại của Tần Vũ rất có tác dụng. Một âm thanh cổ quái trong miệng Huống Thiên Minh phát ra, cơ hồ gió chuyển hướng ngược lại. Mái tóc màu vàng của Thiên Minh cũng bay bay trong gió, và áo toàn thân cũng lất phất bay. Hồng Quân xuất ra phong thần bảng, quang mang màu vàng bao bọc lấy nguyên thần của Tần Vũ. Trong quang mang, mắt thường có thể thấy được có 10 đạo chân linh cũng đang bay lượn vạn phần quỷ dị. Chỉ thấy lục đạo luân hồi môn không ngừng xoay tròn, vốn thần thức không thể tiếp cận trung tâm của nơi này, nay đã phảng phất hoàn toàn mở ra. Một tia quang điện màu lam từ dòng suối cũng lóe ra. Cũng không thấy động tác của hai người ra sao, chân linh của Tần Vũ bay khỏi màn hào quang màu vàng bay vào trong dòng suối. Tần tiền bối, tất cả chân linh sau khi chuyển thế đều trở thành thiên tộc hoặc tu la tộc, tất cả đều còn xem thiên ý, mời ngài xuất kim nguyên bảng. Huống Thiên Minh thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Huyết châu vừa được Tần Vũ ngưng kết, sau khi Huống Thiên Minh dứt lời đã có hình dáng của Hồng Mông kim bảng, quang mang lóe lên mãnh liệt, trong nháy mắt bao bọc lấy nguyên thần của Tần Vũ. Lôi quang hiện lên trong hư không, bỗng nhiên im lặng, lục đạo luân hồi lập tức khôi phục lại vẻ bình lặng như trước. Đến lúc này Tần Vũ đã chính thức chuyển thế. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, câu chuyện của chúng ta hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Mời quý vị và các bạn hãy dõi theo diễn biến của câu chuyện trong các video sắp tới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.